phí 650 nha, Phúc, một ký 650 nha. Đó, anh vô cái phần mô tả này. Thấy cũng chẳng mời tối của mình anh Trung. Nó mở ngồi trên đây không có đủ ánh sáng, ở trong sáng sáng ở ở ở ngoài nó chiếu vô mình còn dịch lại anh em của mình mặt đã rồi nè. Cái này mà này phát trực tiếp thì nó hơi dài nha anh em, chắc là hồi mình cái bỏ bớt cái phát này mà giặt hết cái vỏ này chắc cũng lâu rồi. Bung như thùng luôn, như thùng luôn. Chiếc này cũng hơi ngon nè nè, à, về đến nhà nó chảy mặt lên như đây nè nè. Bữa nay là dắt cho hai khách cũ, không có dắt không có đăng ký nữa, thì khách cũ á quen rồi. Đợt trước là mình gửi cho khách một lít nhưng mà khách bị bận công chuyện, khách lại nhận không được, khách chuyển tiền cho mình. Rồi hôm nay có mặt bắt đầu mình gửi lại cho khách, rồi khách lấy thêm một lít nữa, như là chị Diễm ở Biên Hòa đúng không? Lấy hết này cũng hơi lâu lắm nha. Ấm cho nó lẹ, cái mình quay này cho nó cái màn hình nó nhờ hơi nhỏ không, chắc đợt sau mình phải quay cho ngang lại, quay ngang lại cho màn hình lớn. Tự giờ mình ít khi nào mình phát trực tiếp lắm, mình cũng không có rành phát trực tiếp nữa. Anh em nhớ mấy cái ổ này không? Mấy ổ này mình bắt bữa ngày đầu tiên nè, ngày đầu tiên mình lên lên Bumbo á, bắt cái ổ trong bụi xích này, chỗ cái hồ bà có ba ổ á. Còn đây là cái giỏ ngày ngày cuối nè nè, cái giỏ ngày cuối nè, ngày cuối ngày mình đi về á. Này chị Diễm, hai chị Diễm ở đâu vậy? Chị Diễm ở Bến Tre hả? Chị Diễm lấy 2 lít hả? Là Tổng làm nhiêu thì lấy nhiêu, chị Diễm là lấy 1 lít mà, nhưng mà còn nhiêu lấy được nhiêu không? nói chung là lấy Còn cái nhiều chị nào mà mình còn thiếu lại một lít? tiền thằng của mẹ là chỉ chuyển một lít tiền một lít trước. À, thiên thần của mẹ là mình còn thiếu 1 lít đúng không? Là bây giờ lấy thêm 1 lít nữa đúng không? Đợt trước là có chuyển đi nhưng mà chỉ nhận không được, chỉ gửi lại, nhưng mà chỉ gửi tiền cho mình trước luôn. Hôm nay có mặt mình mới gửi cho chị. Còn cô chú các bác anh chị nào mà đặt cọc mặt sau này á, rồi khi nào mà mình có rồi mình sẽ điện cho cô chú các bác anh chị. Tại vì cái chuyến này mặt này về đó không được nhiều, mình đi cho nó được 3 ngày được, cái chỉ như đây mặt thôi. Rồi chuyến sau có mình sẽ điện cho cô bác anh chị. Mà khi mà cô bác anh chị đã đọc bên bên Zalo, bên số điện thoại rồi á, sau này có thì mình sẽ điện lại cho cô bác anh chị nha. Rồi còn một ổ cuối cùng mà là ở trên trên bụi chơi gai nè cả nhà. Đây, ổ cuối cùng trong bụi dây gai. Cái ổ thứ ba mà hồi hôm hôm kia mình bắt á,
trên bụi trái gai nè, mặt quá trời mặt luôn. Cái tổ này cả hai gần 2 xị á nè. Bán chị 4 ký được không? Dạ mặt bây giờ chưa có chị à, chỉ được như đây là để cho khách để mời và dặn dặn trước đó, rồi bắt đầu là từ lượt em sẽ nói chị em là coi lại trong cái tin nhắn á, trong cái Zalo hoặc là số điện thoại á, ai nhắn trước em sẽ gọi cho người người đó trước, còn ai nhắn sau em gọi cho người nhắn nhắn sau, thì người nhắn trước rồi em sẽ giao cho người nhắn trước trước đã, rồi có mẹ em mới cho giao tiếp tiếp tới. Một lít bạn bao nhiêu? Lít em bán 1,2 triệu à, 1 lít em bán 1,2 triệu à. Dạ bên Zalo, bên Zalo là có rồi, là nếu mà có là em hiện tại có mặt là em coi cái những người nào mà có cái tin nhắn trước đó là em sẽ điện lại là em báo là có mặt rồi, là có lấy bao nhiêu thì bắt đầu em biết gửi mới biết. Rồi bây giờ tiến hành vắt mặt tại cả nhà. À, hay có cái thao gì phải dùng cái thao cái sát này à, lấy sát cho chị hả, rồi có sát cho chị thiên thần của mẹ luôn. Ê, em dắt anh em dọn sát để vô cho chị. Cái cục này nè, cục này à, hay có cái căn ông hai căn tử cục này hả, cái căn nhỏ căn tử à, đây. Cục này đã ghê nè, cục này có 2 xị đó. Nói chuyện với anh em hồi hộp quá đúng không? Này à, mình để hơi cao quá anh em có coi được không, thấy được quá, cái mình di về cho nó gần. Cái này là đa số là mình chỉ là đóng đóng thùng thôi, đa số là mình để nguyên tổ vậy nè, mình cắt cho nó ngắn lại, mình gửi nguyên tổ về nhà là có chút, bác anh chị là tự bắt. Mà cái này là khách quen đó, khách là tin tưởng rồi, khách kêu dắt sẵn luôn. Nếu mà tại vì
Em đây dắt quen cho là dắt nó cũng kỹ mặt, còn nhiều khi có cái kỹ mà dắt không quen á, về nhà dắt nó không kỹ mặt thì mặt nó không ra được bao nhiêu. Nên không dưới em mặt này về trễ quá, mặt này năm nay á ông nó về sao sao đó, mọi mọi khi á là năm tới cái thời điểm này á mình đi á là đã nhiều rồi. Như mấy cái tổ này mình để 2 tổ cho chung một. Gió quá này, gió như bão tới vậy. Này mình bắt mình lượt qua mấy quận cho nó sạch ra nè, cho mình lượt một một quận nó cũng còn sát. Có chị có nghe rõ không anh Trung? Mình có thể đi ăn mấy cái này mình lấy lại sao nha, để sạch lại sao mình có thể lấy sạch lại cho. Sao quá khó coi anh Dương. Nhìn lớp mặt mà kè mặt trời. Đâu phát trực tiếp này quýnh quán mà phát mặt nó cứ cái tai nó không có được, cái nó rung rung nó sao sao đó. Mình làm á thì không ai coi mình á, thì mình dạng làm mà vừa làm mà vừa có người coi đó, nó rung rung nữa chứ. À, mình bắt cái tổ tổ to to này luôn, bắt cái tổ to này, tổ trên bụi chơi gai á. Đó. Quá trời cũng đi mà gặp mấy mặt này một ngày đi chừng phải mà 2 3 mặt này không cũng ngon. Về nhà này nhưng mà mặt nó cũng chảy, nhưng mà chảy ra không được bao nhiêu, chảy cũng vẫn ít, nhưng mà khi mà mình mà để nguyên cái cục này nè, mình để nguyên cục mặt này mà mình vận chuyển nó tới tới chỗ cả nhà thì nó mất hết tầm 3 4 ngày đến 4 5 ngày, lúc đó là mặt này nó bị giặt, với lại cái shipper người ta chở đi á là nó kiểu nó không được nhẹ tay á, là cục mặt nó dễ bị giặt đó nè, tại vì nó là nước mà. Nó dễ bị giặt lắm. Mình vận chuyển từ ở trên trên Bình Phước về mà mặt nó cũng đâu giặt nhiều đâu hết nè. Đó. Đó, nó bên đây còn nguyên luôn nè. Mặt quá thì mặt thôi. Cái mặt đây có thức ăn thịt mặt bự này ta, anh ăn được không? Đã, đã. Anh có ăn nổi không?
quá trời tiền mặt. Vậy là to rồi, một tổ trên 4 tỷ trên mà bắt tổ như bây giờ tổ 4 trên 4 tỷ. Còn ở đây trung bình nó ở những nửa xị, xị rưỡi, 2 xị, cái mà trung bình nó là cỡ 1 xị. Nặng cái này ra trước để mình lượt lại để cho nó xuống đây. Và ngồi đây mà dắt hết mày chứ cả tiếng. Cái tháng này mặt nó chưa được bự đâu, tầm khoảng tháng 4 mình đi trên Bình Phước, nếu mà cỡ tháng 4 tháng 5 tính tháng tháng 6 mặt nó mới to, còn bây giờ là mặt nó lép, nó ốm nhiều, mặt bự ít lắm, nó khoảng là tầm tháng 4 tháng 5 á là lúc đó mới to. Mặt nó dính đây, mình phải chuẩn bị cái này để mình lượt lại nha. Làm hai lớp lớp này nè, cái con gôn này mình trồng để 2 lớp, mình được được thêm tầng nữa. Mặt vàng óng ánh luôn anh em, mặt vàng đẹp đi. Đó, mình cái này mình đẩy qua bên đây để cho xuống từ từ. Cái này chắc hơi lâu, có thể dắt mình kết thúc clip luôn anh em ơi. Làm thì ngại quá mất cỡ. Làm mà không được tự nhiên. Bao nhiêu người đã coi vậy? À, lại giờ này là giờ đi làm nhiều, giờ này
Ông về, về nhiều lắm. Tỉnh Kiên Giang ông như giờ về nhiều lắm hả? Ông còn bò vẽ à, ông bò vẽ, ông bò vẽ nhiều lắm mà không có bắt ông bò vẽ, mình chỉ là bắt ông rùi thôi, cũng chuyên về bắt ông rùi. Có ông mặc nhiều khi ông mặc cũng không muốn bắt nữa, ông mặc có chỗ nào dễ thì mình bắt, còn mà có khó mình cũng chỉ anh em ta bắt thôi chứ mình cũng không bắt. Có gì đâu. Mắc cỡ, mắc cỡ, mắc cỡ giống em á. Em đi bắt để còn đỡ nè, nếu mà về cho đưa mày về mày khách mà nhận được cái cục mặt như vậy nè hiếm lắm, nó dập nát hết trơn nè. Cả lắm cả lắm thôi. Cô bác anh chị nào sao mình có rồi coi lại tin nhắn rồi nghĩ gọi lại sao nha. Đợt này chỉ gửi gửi được có cho hai người thôi, được hai người có thông cảm cho nghĩ nha. Thì mình đặt trước á, rồi đặt từ thời mấy tháng trước nhiều lắm, mấy tháng trước từ lúc trước dịch giờ đó, mình không đi khách đặt trước đó nữa, trước đó là mình đi rồi đã không có đó, khách đặt đến bây giờ. Chắc mình kết thúc video trực tiếp ở đây nha ha. Chào tạm biệt anh em nha. Hẹn anh em những clip sau nha. Tập xuống 12 người. 12 người. Để mình bắt một mình tự nhiên. Rồi, kết thúc tiếp thôi. Chào tạm biệt anh em, hẹn anh em những clip sau nha.